Ngay cả bố thấy trước mặt mà cũng sợ luôn á. Thế ai cho người là rằng là người phụ nữ là đơn giản nè? Chỉ có phụ nữ mới là đơn giản nè. Còn phụ nam không ai chúng ta đơn giản hết, bởi vì sao? Khó hiểu quá đúng không? Ừ, không, đúng không? Nhất quyết là thầm nói. Và đây là mình được dọc qua đường giữa để cho chúng ta thấy cái mối liên quan tương tác giữa cái tử cung, cổ tử cung và phía sau là gì đây các bạn? Tràng. Phía trước là gì đây? Tràng quang. Thật ra các bạn sẽ thấy ung thư mà nó đang qua trực tràng tràng quang là sao? Dì gan. Sau. Như ở đây chúng ta sẽ thấy cái cổ tử cung nó nằm bình thường, nó nằm ở đây. Bởi vậy khi chúng ta hát, chúng ta phải nhấc cái cổ tử cung lên, mà không chúng ta sẽ hát lên bởi gì đây? Cho cái cục đồ ha, cái cục âm đạo cổ tử cung. Thế thì ba cái cơ quan mà chúng ta quan tâm hôm nay, cổ tử cung, thân tử cung và bụng trứng, thì các bạn phải có chất độ. Tuy có khác nhau của tầng khúc chung thế giới, Đông Nam Á và cả Việt Nam, tuy nhiên thì sao? Mấy cái loại này nó được xếp hạng ở trên cái bảng này hơn. Đúng không các bạn? Có rất nhiều loại cung đâu có được xếp trên cái này. Cường xếp hay bị xếp các bạn? Bị người phụ nữ có bớt cái khác biệt hẳn với đàn ông thì được xếp lên trên đây hết các bạn. Thấy không? Đầu tiên là gì? Bố. Thứ hai là gì? Cổ tử cung. Thứ ba là gì? Thân tử cung. Thứ tư là gì? Đúng là khó đủ. Chúng ta sẽ thấy thông tin này gì đó các bạn? Buồn chút các bạn thấy nó nằm ở đây nè. Màu xanh với màu đỏ thì sao? Gần bằng nhau. Tiên lượng sao? Sáu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hay gọi nó là gì? Phần phụ là chúng ta sao? Tại phụ mà, đúng không? Nên không quan tâm đúng không? Phụ chính các bạn. Chính. Phụ là chính. Đúng rồi, không có buồn chứng có thành phụ nữ không? Bên điên, bên điên. Đúng không? Nhưng mà tại vì phần phụ, đúng không? Không nằm sau nó không chọn ra thì sao? Xấu đẹp không quan tâm. Cái nói đùa vậy thôi, chứ các bạn sẽ thấy là cái bụng trứng nó nằm sâu vào trong khung chậu. Chính vì vậy khi tổn thương nó còn nhỏ thì chúng ta có thấy hơn không? Và nó chỉ có triệu chứng có gì đó thì người phụ nữ mới đến khám, thường là giai đoạn trễ thì vậy mới dẫn tới viêm bụng xấu ha. Còn nếu phát hiện sớm thì nó có xấu không? Không, phát hiện sớm chúng ta cắt mất đi nó lại làm hết bệnh ha. Bệnh học của chúng tôi tất cả những cái viêm và tổn thương nhân bệnh lý phần mềm các bạn thì là đọc thông tin nha. Tôi chỉ nhấn mạnh cái chỗ này, các bạn sẽ thấy ở bên ngoài thì là biểu mô gan, ở trong là bộ mô ruột thế này. Thì có mấy cái các bạn phải chú ý, thứ nhất 95% ung thư biểu mô ruột thì nó sẽ xuất phát từ cái vùng chuyển tiếp ngay bộ này. Chính vì vậy khi các bạn thăm khám lấy mẫu hay vân vân tất cả thì chúng ta phải sao các bạn? Phải lấy qua đường cái vùng này. Còn nếu chúng ta không đi qua đường cái vùng này là chúng ta bỏ sót mẫu. Và cái vùng này thì sao? Nó sẽ thay đổi theo cái hoạt động sinh lý của người phụ nữ. Nếu như trong tuổi sanh đẻ thì cái vùng này nó sẽ lộ ra ngoài. Các bạn ngày khác thì các bạn sẽ thấy là các bác sĩ lâm sàng thì có hai cái chữ là lộ tuyến và lộ tuyến các bạn ha. Và đặc biệt trong tuyến thì sao? Các bạn thấy là cái kênh nó dẫn lên cái lòng tử cung ở phía trong, nhưng mà ở đây có những khe tuyến, những cái xét nó nằm ở đây thì ra các bạn nó nằm sâu ở trong vô địa. Và bầu cư nếu mà tổn thương tuyến mà nó nằm ở đây thì chúng ta làm bắt, chúng ta lấy cái bào nó có thấy được không các bạn?
rất là khó. Chính vì vậy trong giai đoạn sớm chúng ta sẽ rất là dễ bỏ sót những cái tổn thương khuyết ở đây. Đến khi nó ở trong này mà nó tràn ra từ cái cơn tổn thương mà nó đổ xuống ở đây chúng ta làm bát ra được thì thường nó sẽ là giai đoạn trễ rồi. Chính vì vậy đặc biệt là đối với tuyến ung thư tuyến hay tổn thương thì cái lượng xấu người ta sẽ không bỏ ra. Chú ý các bạn cái tổn thương tiền ung thư của tổ tử cung. Đây là một cái tổn thương mà các bạn sẽ nó có một cái giai đoạn nó đi trước khi nó xâm lấn, và thường là cái giai đoạn này từ 5 đến 10 năm. Tổn thương tiền ung thư nó gọi là gì các bạn? Gọi là tân sinh trong biểu mô tổ tử cung. Và cái thuật ngữ này nó dành cho biểu mô gai. Tuyến thì tổn thương tiền ung thư nó chỉ có cả hình tuyến tại chỗ thôi. Thế nhưng trong biểu mô gai và ta sẽ phát hiện được nó bằng cách nào các bạn? Bằng cách nào? Một người phụ nữ bình thường có tổn thương tiền ung thư ở tử cung làm sao chúng ta phát hiện được nó các bạn? Làm sao phát hiện được? Làm sao các bạn? Chắc chắn người phụ nữ sẽ không có cảm giác khó chịu, bởi vì sao? Nó còn đang ở trong lớp biểu mô. Xin thiết. Chính vì vậy các chúng ta phải có gì các bạn? Quốc gia nào nó cũng có cái chương trình gì? Tầm soát. Chương trình gì các bạn? Tầm soát ung thư cổ tử cung. Lấy một miếng. Chương trình quốc gia chứ không phải như là chúng ta đi khám dạ dày thì đưa đau dạ dày thì đưa đi nội soi. Còn hay là ta ho thì chúng ta đi hắt phổi. Chúng ta không có cái chương trình tầm soát quốc gia, nhưng riêng ung thư cổ tử cung thì chúng ta có chương trình tầm soát quốc gia dành cho ai? Dành cho tất tần tật những người phụ nữ sao đã sinh hoạt tình dục, đã phải đàn thân và mỗi 6 tháng tới 1 năm là phải đi lại. Để chúng ta làm gì? Chúng ta phát hiện cái tổn thương tiền ung thư. Và khi tổn thương tiền ung thư này chúng ta phát hiện được các giai đoạn này thì chúng ta sẽ điều trị bệnh nhân bằng cách khác chót, thì chúng ta trả lại bệnh nhân vào một người khỏe mạnh cho gia đình và xã hội ha. Chúng ta có mong chúng ta phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn không lắm không các bạn? Như một điều rất là đau khổ hay là đau đầu cho những người làm y tế là gì? Ung thư nó có 7-10 năm trước khi nó xâm lấn. Các bạn thấy 7-10 năm dài không? Trong cuộc đời mình 10 năm dài không? Dạ. Từ một bác sĩ ha, từ một cái người lớp 12 chưa biết gì là đã thành một bác sĩ thì sao? Nội trú rồi đúng không? 6 năm. Và đại học thêm 3 năm nội trú nữa là chính xong thôi, là dài lắm các, dài lắm. Mà sao tỷ lệ ung thư cổ tử cung Việt Nam sao có cao không? Cao. Tại sao nó cao các bạn? Tại không đi khám, tại chương trình không đạt yêu cầu hay tại gì nào? Tại nhiều thứ trong đó không có cái gì tại tôi hết mà các bạn. Và các bạn chúng ta đang nhìn thấy một câu chuyện đất nước chúng ta rác rất nhiều, thức ăn của chúng ta chất độc nhiều. Tại ai đó, tại ngoài kia, tại ai đó không có thể thay thôi, đúng không các bạn? Có ai dám nhận có cái gì tại mình không? Có không? Tôi đang sống rất tốt, tôi đang cái gì đó là không có cái gì tại tôi hết. Nhưng ở đây nó có cái gì tại mình ở đây không? Có cái gì tại cái người làm cán bộ y tế ở đây không? Có cái gì tại không các bạn? Không luôn. Thấy không? Không luôn đúng không? Thầy sao? Có đó. Tại chúng ta không? Tại chúng ta không các bạn? Tại chúng ta không?
mình làm bác sĩ đa khoa, mình làm bác sĩ sản, mà sau này mình ra mình lấy á, mình không biết cái vùng chuyển tiếp mình lấy sao, không có đúng cái vùng chuyển tiếp thì mẫu thì sao, sai. Làm bác sĩ giải phẫu bệnh tật sao, khó, đúng không? Vân vân, đó là tôi nói vậy thôi, nhưng các bạn sẽ thấy rằng là mỗi người góp một tí. Và bệnh nhân thì sao? Cô ơi, bận quá có đi khám được đâu, lo cho chồng cho con không à, đúng không? Cuối cùng là gì? Tới khi con mà nó vô được đại học rồi đi khám thì sao? Giai đoạn muộn rồi. Vân vân có rất là trăm ngàn lý do để vì sao chúng ta thấy rằng tưởng là dài nhưng tỷ lệ thay đổi của con ở nước ta cũng tăng. À, khi mà các bạn ra đường đó, các bạn phải có những dùng cái thuật ngữ hiện tại bộ môn tôi là nhà trẻ có bệnh mà chúng ta này hay dùng là những cái tổn thương tiền thư là chúng tôi hay dùng chữ từ sản hay là dị sản. Tuy nhiên bây giờ ra đi thì nó lại dùng hay một cái từ là loạn sản. Vì sao như vậy? Bởi vì từ loạn sản được các bác sĩ ở phía Bắc cung cấp cho bảo hiểm y tế. Và bảo hiểm y tế chỉ thanh toán cho những người nào được chẩn đoán là loạn sản thôi. Sẽ không được. Chỉ sao một tiền. Các cháu ở cái trung điều trị vân vân loạn sản thì thanh toán, gì sản thì sao? Không. Không thanh toán. Thế thì sao mình thương bệnh nhân quá thì mình phải sao? Phải đổi chẩn đoán đi. Chỉ còn nếu không thì bệnh nhân sẽ gì? Không có được thanh toán. Thế câu hỏi ở đây là sinh thông tại chỗ là ung thư hay là tổn thương tiền thư các bạn? Tiền thư. Tiền thư hay là ung thư? Ung thư. Tiền ung thư. Tại vì cô thấy cho nhóm tiền thư mà em nhìn thấy rồi đúng không? Rất là ba len à. Nhưng giờ tôi hỏi thêm câu tại sao? Em tại sao chưa sắp lớn màng đấy thì chúng ta xếp vô nhóm tiền thư? Nếu nó sắp lớn qua màng đấy thì nó có chuyện gì xảy ra? Có khả năng di căn. À, có khả năng di căn. Tại sao nó ở trong biểu mô thì nó không có khả năng di căn mà nó sắp lớn qua màng đấy thì nó biểu mô vạch máu. Biểu mô vạch máu. Tại sao? Vì qua màng đấy thì nó sẽ có cái mạch máu. Đúng rồi. Trả lời thì cũng khó trả lời, nó có gọi là gì, em trả lời đúng nhưng nó phải có gì gọi là gì, có tự đấy. Bởi vì sao các bạn? Biểu mô thì nó có mạch máu không? Có không? Ai nói biểu mô có mạch máu nào? Ai nói không nào? Không, có người hụt hụt sợ cô kêu đúng không? Tại sao không? Không vậy chứ nó nuôi bằng gì nè? Thấm vào tim bằng đấy. Đúng rồi, nó chỉ nuôi bằng cái sự thấm máu mà thôi. Chính vì nó không có mạch máu thành và ngay cả mạch phơ mà ra các bạn sẽ thấy cho dù tổn thương nó xảy ra ở trong lớp biểu mô như thế nào mà nó chưa phá vỡ màng đấy thì không có khả năng gì cả. Và chúng ta điều trị trong giai đoạn này thì được gọi là giai đoạn không, là bệnh nhân sẽ ta điều trị bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Chính vì vậy mà ca sĩ nó tại chỗ được xếp vào trong nhóm tiền ung thư. Tuy nhiên chúng ta thấy cái việc ca sĩ nó thì sao? Ghê quá. Thế là chúng ta phải sao? Mạnh tay lên chị Hà gì? Giết gặp còn hơn bỏ sót đúng không? Và không phải chỉ có bác sĩ Việt Nam ta đâu mà tất cả bác sĩ trên thế giới khi thấy cái chữ này trong cái chẩn đoán họ luôn luôn sẽ điều trị gì quá mức cần thiết. Chính vì vậy tổ chức y tế thế giới thì đã quy định không dùng cái từ này nữa mà chúng ta chỉ dùng cái chữ là bệnh sản nặng là đủ rồi. Tổn thương tiền ung thư 95% là do nhiễm HPV mà ra. Nhiễm HPV nó có thể dẫn tới tình trạng hoặc là tổn thương tiền thân của nó là con đi lông thẳng trên bụng, đó là trẻ con bệnh sẽ dẫn đến nha các bạn. HPV vì sao?
hiện tại bây giờ nó được xác định là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung. Mà khi chúng ta đã xác định nó chính xác, đó là nguyên nhân gây ra 95% của các trường hợp ung thư cổ tử cung, chúng ta phải làm gì? Khi chúng ta biết người, chúng ta có giải quyết được câu chuyện giảm tỷ lệ ung thư cổ tử cung của người Việt Nam không? Có. Có không? Có. Có. Chắc không? Chắc. Các bạn biết là TV hiện tại bây giờ người ta kiếm nó ra bao nhiêu kiếm không? Hiện tại bây giờ là hơn 120 kiếm, là 80 kiếm là có khả năng gây ung thư cung. Chúng ta biết người trước bây giờ thì chúng ta có mấy loại vaccine nào? Hai loại, ít người hai loại hoặc là 4 kiếm. Hiện tại bây giờ chúng ta có một cái loại mới nữa, loại là 9 kiếp. Thì khi chúng ta chích ngừa thì nó sẽ giảm được tỷ lệ từ cái khả năng mắc bệnh ung thư của cái cung xuống 30%, khoảng 80%. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục sinh hoạt tình dục không an toàn thì cái người chích ngừa rồi có bị ung thư không? Có không? Không nghe có. À, cũng vẫn bị ung thư cổ tử cung vì những cái nguyên nhân. Thế thì câu chuyện của chúng ta là các bác sĩ sẽ tư vấn bệnh nhân như thế nào? Quan hệ tình dục an toàn. Thế là chúng ta sẽ nói bệnh nhân là chích ngừa đi, thì không có bị ung thư cổ tử cung đâu. Thì chúng ta sẽ nói gì nào? Chích ngừa đi, không có bị ung thư cổ tử cung đâu, đúng không? À, đúng đúng. 20 năm sau nó bị ung thư cổ tử cung thì nó chạy tới nó kiếm ai? À, kiếm mình làm gì? Kiện nó đi nữa. Kiện cái được kiện nó. Nhưng lúc đó thì sao? Mẹ. Làm gì? Chạy trốn hả? Hay làm gì đây? Mẹ hùa. Lý do. Nhưng mà nếu chúng ta tư vấn cho người bệnh nhân, chúng ta người mẹ nói rằng là chích thì chích, nhưng nếu quan hệ tình dục không an toàn cũng bị ung thư cổ tử cung thì người ta xách con cả về nên chích nào? Các bạn xách con cả về, mấy em biết là chích ngừa ung thư cổ tử cung chích ngừa bao nhiêu tuổi không? Bên mấy tuổi? 13 tuổi. Đấy. 14 tuổi. 1 tuổi. 15. Trời giá. Tuổi thôi. Ở ngoài đó, con mà học lớp 6 rồi đó là đi học mẹ bỏ cái gì đó cho con nè. Bỏ ba con xương gì đó cho con. Thế như vậy các bạn thấy xã hội chúng ta này là phát triển. Hiện tại bây giờ các bạn có thời gian dùng đen là gì? Dạy sinh hoạt tình dục an toàn cho trẻ lớp mấy? Lớp 1. Lớp 2 các bạn. Rồi lớp mấy nữa? Lớp 4. Và báo chí là thường cái vụ gì? Để đường nhân hiếu chạy, đúng không? Để chạy bậy. Để chạy bậy. Bây giờ nó chạy mà nó chạy đúng. Còn đỡ hơn là nó không biết đường nó chạy gì. Chạy bậy. Nhưng mà các cô thì có thể nói cái đường với các con ở lớp 8 đó. Những cái điều người Việt Nam mình không bao giờ nói nhiều, người ta sẽ rất là khó nói và người ta nói sao? Nó giảm mới tránh. Trên trời chỉ đất có không luôn mà nói sao? Cuối cùng nó cũng chẳng có nhiều gì hết. Bây giờ nó hỏi mẹ nó thì mẹ nó cũng rớt luôn, đúng không? Các bạn, cuối cùng thì sao? Phương này là mình hư và mình vẽ thì làm mình. Nhưng các bạn hãy biết rằng là ông bà về giám bác sĩ học cái điều đó hết. Đó là cái văn hóa của phương đồng. Chính vì vậy các bạn có thấy vaccine đi qua tới Việt Nam thì còn có ở cái lứa tuổi 25. Chứ ở nước ngoài thì sao? 8 tuổi là chứ. Và các bạn hãy biết rằng khi chúng ta chích ngừa thì chúng ta sẽ ngừa 80% thôi. Còn lại những cái loại mà khác không có trong vaccine thì nó có khả năng là nó cũng bị nhiễm và gây sự. Tuy nhiên các bạn trong cái
những cái vaccine nó đây biết thì các nhà chế tạo ra cái đó thì người ta nói là nó có thể là đánh chéo, nó có thể là bị chéo vân vân đủ thứ đấy. Người ta càng nói bao nhiêu người ta phải ca tụng nó trong cái mát được chứ đúng không? Người ta sẽ che giấu sao các bạn vì biết biết của nó và vì chủ bác sĩ của mình là gì để kiếm ra được cái kiếm khuyết của nó để chỉ cho nó biết và báo cho bệnh nhân mình biết đúng không? Hay là nhiệm vụ của mình nghe nó nói sao nó như vậy rồi ok đây để tiền lại bệnh nhân chết tiền được bao nhiêu thì tiền hoa hồng nào nhiệm vụ của bác sĩ là gì của chúng ta là phải kiếm ra được cái điều kiếm khuyết đó ha. Các bạn phải thấy không phải nhiễm HPV lần thứ mà nó cũng sẽ có nói chuyện là chuyển biến sang phân loại mới thì các bạn có thấy phân loại cũ thì nó sẽ chia ra là 3 mức độ 1, 2, 3 thì theo độ này nhưng vì cái khả năng diễn biến thành ung thư của hai cái nhóm này một và hai ba nó giống hệt nhau thành nên là lại thành một cái nhóm là hai liều và nhóm sinh một cộng với con lên lưng thì là nhóm lưng thì cái khả năng mà nó diễn biến thành ung thư thì các bạn đối với những cái chẩn đoán này thì chúng ta sẽ thấy là khoảng 30% thì nó vẫn tồn tại cái này nếu càng hết lại của cái công ví dụ như là 6 tháng sau hết lại giả phẫu thuật vẫn chẩn đoán là lưng thì 6 tháng nữa thì bác sĩ lâm sàng bắt đầu sao sốt rồi lơ thiêu thì lơ thiêu cắt luôn đó là Việt Nam còn 60% sau khi ngày tháng 2015 chúng ta được chẩn đoán bệnh nhân là lơ thiêu và tới tháng 1 2016 là bình thường gửi cho một bác sĩ khác không hề gửi cái bài đó nữa bài đó phải đọc chắc lên gửi cho bác sĩ khác cái tình lường cái chưa đợt trước đọc sai rồi đọc này đọc rồi có thấy gì đâu đúng không các bạn đúng không một bộ quyền đúng không thành ra các bạn phải biết rằng nó có 60% chúng ta không điều kiện gì cơ thể chúng ta tự đào thải là không nói gì nha và chỉ có 10% là nó diễn biến theo thành cái mức độ nặng hơn. Chính vì vậy khi có tổn thương này bắt buộc chúng ta phải theo dõi bệnh nhân rất kỹ ha. Và chúng ta thường thì sẽ không khép cấp cổ tử cung trong cái chẩn đoán này, chúng ta sẽ khép cấp cổ tử cung ở tổn thương này nha. Nhưng mà sao các bạn, các bác sĩ của mình thì sao? Và đặc biệt bệnh nhân của mình chỉ có bình thường là dữ hơn, bất thường cỡ nào sao cũng sự đẹp hết, năng nghĩ bác sĩ hết ha. Còn người ở nước ngoài tại sao người ta chia ra như vậy? Bởi vì người ta tôn trọng cái chất lượng cuộc sống của họ. Phải sống mà có chất lượng chứ. Sống là phải có cái nhà, phải có hưởng thụ, còn mình không là sao? Sống là không phải tồn tại. Không phải đúng không? Các em ra ngoài học là các em làm gì sống luôn nghe thử. Ngủ. 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 Em ngủ. Giờ làm gì nữa? Em đi học từ sắp làm gì? Em nào có lớp em cho nhạc được nói cô nghe cả. Đưa này lên. Cái này ngươi nha. À. Một em. Ồ, hay quá. Sao có một em mà? Em hết có lớp em được chứ. Tôi phải thầy hiệu trưởng là bắt buộc bác sĩ đa khoa phải biết về phòng về nhạc là vô điều đi là phải gì để học nhạc đúng không? Tôi mà nói vậy thì mọi người sẽ nói tôi sao? Chỉ thùng thùng giống như là khi vô điều đi mà phải thi môn gì môn văn cơ đúng không? À các bạn tại vì người ta thấy bác sĩ bây giờ là sao? Chuyện sao? Chứ sao như thấu chuyện nhỏ. Sao như tả? Cái gì? Sao như tả? Ai lỗi tả? Kiếm câu gì? Câu thang biết cho y như mà nói thành ra là họ bức xúc quá, họ bắt là đi vô trường đi phải gì? Vâng. Để đi môn văn. Nhưng mà bị sao? Bị né tránh quá.
và áo tối quên đây là mơ. Các bạn sẽ thấy đây là cổ tử cung bình thường, cái màng đáy nó nằm ở tế bào đáy, trên màng đáy ở đây. Ở đây các bạn các cái mức độ tổn thương chúng ta thấy cái màng đáy nó còn nguyên vẹn hết, và tổn thương này nó tùy theo cái mức độ tổn thương nó một ba dưới hay là trên giữa hoặc là toàn bộ, chúng ta sẽ xếp ba cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên cái chiều hóa của vấn đề là màng đáy nó vẫn còn nguyên vẹn thì nó là một cái nhóm tổn thương tiền thường ha. Và chúng ta làm bác, chúng ta tầm soát và chúng ta mong muốn cứu được bệnh nhân trong giai đoạn này để chúng ta điều trị cho bệnh nhân khỏe. Cái xin đơn tại tổ như tôi nói với các bạn, nó cũng xếp trong cái nhóm là hay xin và điều trị cái giống y chang như là trong cái trường hợp bị sản nặng hay còn gọi là loạn sản nặng ha. Đây là cái hình ảnh tinh hoa để cho các bạn thấy cho dù nó là cái gì đi nữa mà màng đáy nó còn nguyên thì nó vẫn là tổn thương tiền thư. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là nó phá vỡ màng đáy. Giai đoạn sớm người ta cho rằng khả năng di căn thấp, nhưng mà sao các bạn lại không biết được. Nếu mà nó phá vỡ mà nó đúng ngay vô cái mạch máu là nó cho di căn ngay tinh thần. Các bạn có thấy là nó sẽ có đánh giá tùy theo kích thước cái ổ mà chúng ta sẽ đánh giá là đi sắp lớn hay sắp lớn vân vân. Cho dù là cái gì đi nữa thì đã sắp lớn thì là giai đoạn trễ là cái khả năng di căn không biết được. Ung thư cổ tử cung thì nó sẽ có ba cái nhóm lớn, nhưng chúng ta quan tâm nhất là ung thư của biểu mô, và hai cái nhóm ung thư lớn nhất của biểu mô là cái carcinoma tế bào gai và carcinoma tuyến nha. Về nhà đọc thêm nha. Các bạn sẽ thấy là mấy cái tổn thương này chúng ta đọc thêm ở nhà. Đối với ung thư cổ tử cung thì các bạn sẽ thấy cả cái nơi tế bào gai, các bạn soi thì sẽ thấy chùi ở cổ tử cung mà chúng ta có kinh nghiệm là những cái tế bào gai nó tạo ra trọc đầu thì vết sừng là nó xâm lấn vào đầu của mình. Cái cơ tuyến thì nó hiếm thôi, nhưng mà nó tìm được thấu cao như càng nhanh và thường chúng ta phát hiện và giai đoạn trở có một cái do khá có nghiêm dịch là B16. Cái do lúc này chúng ta nhụ bằng cái kỹ thuật, chúng ta dùng cái kỹ thuật khá có nghiêm dịch thì mai mốt không biết là các bạn có cái kỹ thuật này sẽ dựa trên cái nguyên lý là kết hợp của nguyên kháng thể. Tế bào ung thư nó sẽ có một cái kháng nguyên bề mặt tập trung cho cái loại ung thư đó. Chúng ta sẽ sử dụng kháng thể đặc hiệu cho cái kháng nguyên bề mặt của cái tế bào của cái loại tế bào ung thư đó, chúng ta nhận diện nó. Và chúng ta sẽ có một cái chất chỉ định màu để chúng ta nhận diện nó ra. Thì ở đây dựa vào nguyên kháng nguyên kháng thể thì sao các bạn em? Nguyên tắc lớn nhất của kháng nguyên kháng thể là gì? Chuyển hóa nào thì ổ đó. Cái chuyện đó là chúng ta nói của người thường, hoặc ổ nào thì sao? Thì sao? Không phải chỉ có mở ra được không? Trong khi các em bắt đầu rất là dễ thương, khi chúng ta khóa cái ổ ta để ở đó mà một ngày đợt đợt ta thấy mất của cái xe, ổ thì mở ra, họ làm gì? Mẻ khóa. Đừng lóc. Cái nguyên khoa nó vẫn vậy các bạn. Nó vẫn có gì? Về nguyên tắc khác nguyên kháng thể thì sao? Gì nào thì ổ đó. Nhưng sao? Nó vẫn có gì? Hỏi lẽ. Kéo qua lại vân vân. Đúng không các bạn? Tuy nhiên bây giờ thì học cái đúng đi. Mai mốt ra trường thì học thêm cái gì? Cái sao? Ở đây B16 mà dương thì các em thấy cái tuyến cổ trong ở phía trên bình thường B16 nó âm, ở đây nó dương. Cái dương cả trong nhân và bào tươi B16 này nó là sản phẩm của một cái gen đèn u liên, nó chỉ tích tụ trong tế bào và trong nhân tế bào khi
có gì bình về quyền bình đẳng. Và khi có đây thì nó kêu thì đây là loại ung thư mà có bộ gốc do gì bình về. Thân tử cung thì các bạn sẽ thấy là gì, tử cung bình thường này thì đủ gì các bạn chứa gì trong đó nè. Nhiệm vụ của cái tử cung là làm gì? Tại sao nó có cái tên tử cung nè? Chết cung chết nhà chết. Tại sao nó có cái tên tử cung nè? Nhà chết nhà xác. À tử là con, mà còn cung. Cung điện. Cung là cung điện. Phòng nào mà nó có cái cung điện hay sao? Phòng của ai ở? Ờ của vua ở thôi chứ phòng mình ở có được gọi là cái cung không? Các bạn thấy tử cung có nghĩa là gì? Mà con của vua ở thì chúng ta sẽ tưởng từ sao là một nơi sao? Đèn nè, cái gì nữa? Phải dùng cái lọng lẫy mới đúng nè, cái gì nữa? Tiền phi nè, rồi sao? Cung hầu nghĩa tử đủ hết, không vua thì ở chứ. Thành ra tử cung là nơi mà người mẹ cái tốt đẹp nhất của người mẹ dành cho ai, dành cho đứa con, thành ra mới gọi là tử cung. Nghe dễ thương không? Quá dễ thương nha. Nhưng mà rắc rối không? Quá rắc rối. À, chắc có biết bắt đầu từ chỗ nào mà tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh tới cái tổn thương tiền ung thư của nội mạc tử cung, gọi là tăng sản nội mạc tử cung. Lâm sàng sẽ biểu hiện bằng gì các bạn? Rong kinh, rong huyết. Rong kinh bệnh nhân bị rong kinh, rong huyết hoặc là xuất huyết âm đạo bất thường sau mãn kinh vân vân, đó là những cái biểu hiện mà không phải chỉ có tăng sinh nội mạc tử cung không, mà cả khi luôn nó cũng có những cái bệnh. Và tăng sản nội mạc tử cung là đương xem là một cái tổn thương tiền ung thư. Và hiện tại bây giờ người ta sẽ không dựa vào cái chuyện là cấu trúc tuyến đơn giản hay phức tạp nữa, mà quan trọng nhất tế bào có điển hình hay không. Tế bào điển hình là gì? Là tế bào tròn đều không tăng sắc. Còn tế bào phát điển hình là tế bào có chất dị dạng tăng sắc. Và hai cái nhóm này các bạn sẽ thấy nếu như mà phát điển hình thì cái khả năng diễn tiến thành ung thư của nó ít nhất cũng 80% và nhiều là trên 30%. Trong khi tế điển hình thì chỉ có 30% trở xuống thôi. Chính vì vậy bây giờ để trong phân loại đơn giản để không điển hình là người ta sẽ làm gì? Cắt tử cung ở những cái khả năng diễn biến thành ung thư. Còn nếu như điển hình thì sao? Để theo dõi cắt trong nội mạc tử cung thì nó chia ra làm hai nhóm lớn, một nhóm là lệ thuộc nội tiết và một nhóm là không lệ thuộc nội tiết. Nhóm không lệ thuộc nội tiết thì thường xảy ra ở tuổi mãn kinh và tiên lượng xấu. Các bạn sẽ thấy rằng cũng chỉ có cái nội mạc tử cung thôi mà khi ung thư thì nó chia ra rất là nhiều loại. Các sẽ nên tuyến định dạng nội mạc tử cung của nội mạc tử cung nghe nó đối không? Nhưng mà loại này là loại tiên lượng tốt nhất trong cái các loại của ung thư nội mạc tử cung. Và cái chìa khóa để chẩn đoán là có thư hay không, đó là còn vô định hay không, vô định có sơ hóa hay không. Thì nếu như vô định mất hoặc sơ hóa, đó là chiều vô định của nội mạc tử cung với các bạn giữa các tuyến á, chúng ta sẽ thấy không còn vô định nữa thì đây là ung thư. Và có thư hay không, còn ung thư loại gì thì chúng ta sẽ dựa vào cái thay đổi về cấu trúc của nó.
và cái nhóm thứ hai cũng ở nội mạc, nhưng mà cái nhóm có bệnh là cái bo nâng đỡ các tuyến của nội mạc bị cung thì nó sẽ có tổn thương lành và ác. Lành thì nó gọi là nốt có bệnh ha. Còn sạc có cố định nội mạc bị cung thì nó sẽ có hai mức độ. Sạc có cố định nội mạc bị cung rất thấp và rất cao. Đây là cái hình ảnh minh họa, các bạn có thấy đây là cái bị cung của sạc và trở ra có tổn thương ở cố định. Nó nằm sâu ở trong thân bị cung và cái bề mặt vẫn được phủ bởi cái biểu mô. Ở đây chúng ta sẽ thấy vi thể là những cái vùng mà các bạn thấy tím tím đậm đậm đó, là những cái tế bào vô đền nội mạc tử cung ác tính xâm lấn vào trong cái mô cơ của thành tử cung ở mô hoặc xung quanh này. Và nhóm thứ ba là cái nhóm mà tổn thương khi có sự thụ tinh. Tổn thương mà có lẫn nhau thì chúng ta sẽ có hai mức, toàn phần, bát phần và xâm lấn. Còn không có lẫn nhau thì cái quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm đó là gì? Là cái đơn độ mùi. Tại sao có hai toàn phần hay bán phần xảy ra các bạn? Trong quá trình thụ tinh thì các bạn biết rồi, tinh trùng và trứng là sao? Nó sẽ giảm phân phải không các bạn? Từ 2N nó sẽ xuống còn gì? 1N. Và tinh trùng và trứng gặp nhau thì nó sẽ tạo ra một cái hợp tử gì? 2N. Là thêm đó là phát triển con người bình thường của chúng ta. Tuy nhiên nếu hai tinh trùng mà cùng thụ tinh vào trong một cái trứng thì nó sẽ tạo ra cái gì các bạn? Tổ nhiễm sắc thể là sao? Tam bội. Và nó sẽ tạo ra gì? Hai tinh bát phần. Còn nếu như hai tinh trùng mà thụ tinh vào trong một cái trứng rỗng thì nó bộ nhiễm sắc thể là mấy N các bạn? Lưỡng bội hay đa bội? Lưỡng bội. Lưỡng bội. Nhưng cái tiểu di truyền thì hoàn toàn từ ai? Bố. Từ bố. Chứ phải từ mẹ nha. Sai từ ở đâu? Từ cái chỗ gì? Trứng rỗng. Và ở đây các bạn sẽ thấy đây là những cái tế bào vi là nó bao xung quanh cái lông nhau ha. Không. Không. Nếu thi thể mà đã sống được. Bất sàng. Tại sao chúng ta gọi là hai trứng các bạn? Những cái lông nhau nó sống hai nước. Ha. Và nó phù lên trên dưới ta nhìn nó căng bóng, nó giống như những cái trứng. Trong lịch sử của chúng ta, rất nhiều bạn mà phát trứng á, như khi nói thì các bạn nói với em nhớ, nhớ ngay cái câu chuyện gì? Câu chuyện gì các bạn? Lịch sử người Việt Nam ta là xuất phát từ mấy cha mấy mẹ? Một cha một mẹ. Nói cho cùng thì chúng ta có bạn con với nhau không? 500 năm trước. Nhưng mà sao? Mà sao thấy không thương nhau như thế? Ác quá. Ác chỗ nào các bạn? Hại nhau. Ác chỗ nào nào? Ta đối xử với nhau làm sao nè? Thích hại nhau. Giá thì sao gì? Nói chết một đêm tới sáng thì dài, người ta kêu dài. Rau thì cũng gì nào? Phun kính thích. Hả? Tối phun sáng ngày cát. Cá chúng ta ăn hàng ngày thì ướt cái gì nào? Bảo quản. Dạ, ăn có lo không? Có ai có ý rằng là mình cảm thấy yên tâm hoàn toàn không? Đi mua thì sao? Có đi lửa không? Có, lửa đau cho tát. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Biết không chạy thôi nhở hả? Rồi tiêu chuẩn thì bị ghét, nhưng mà thật ra thì sao? Chỉ có đắp quá thôi, nhưng mà thật ra là sao? Gọi là chúng ta đang kinh doanh nên việc chuyện gì? Đùa lọc lẫn nhau đúng không? Theo các bác sĩ làm gì đây? Sĩ làm gì? Đào tạo ra bao nhiêu kiến đúng không? Đúng không? Các sĩ làm lại như cũng thiếu bởi vì sao? Người mang ta bệnh càng ngày càng gì? Càng nhiều. Ở đây các bạn
chú ý gì đấy? Đây là những tế bào vui, vui mà vui hoặc là vui nó tăng sinh bao quanh cái lông nhau. Thế bình thường lông nhau bình thường nó có mấy cái tế bào vui hoặc là vui nào không các bạn? Có không? Có. Nhiệm vụ của nó là làm gì các bạn? Là phóng thích ra những chất hoạt sao? Phá hủy những cái mạch máu nằm trong cái bách tử cung của người mẹ để làm gì? Toàn bộ bánh trao nó bám vào trong cái bách tử cung để nó làm gì các bạn? Nó hút máu và nhị nó trao đổi chất giữa mẹ và con. À, chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy khi con nhau thì người ta sẽ thấy gì? Con tử cung người ta được cái chữ gì? Hồ máu. Và sao rất là nhiều máu trong đó. Khi bong ra thì nó sẽ xuất huyết rất là dữ dội. Khi chúng ta sanh một em bé ra, sau cái chuyện đầu tiên chúng ta sanh em bé, ta cắt rốn vân vân, thì chúng ta quay lại người mẹ làm gì nào? À, làm gì các bạn? À, giai đoạn thứ hai là chúng ta phải gì? Thoát nhau. Từ khi thoát nhau thì các bạn làm gì nào? Việc đầu tiên khi cái bánh nhau nó phát ra thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải lần ngược cái bánh nhau lên, chúng ta nhìn gì nào? Chúng ta phải kiểm tra tất tần tật những cái cuối nhau nó đầy đủ không, phải không các bạn? Nó đầy đủ không? Nếu như nó không đầy đủ, nó còn xích một miếng nằm trong lòng tử cung thì bắt buộc chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lấy ra cho bạn hết. Nếu để cái phần bánh nhau còn sót lại trong tử cung thì nó chuyện gì sẽ xảy ra? À, bệnh nhân một sản phụ sẽ bị xuất huyết tới khi nào tử vong thì thôi. Thành ra các bạn sẽ thấy là có, nếu như chúng ta không kiểm tra cái bánh trâu thì sao? Lỗi ra của bác sĩ đó. Thành ra các bạn sẽ thấy là bắt buộc chúng ta phải kiểm tra, bởi vì cái đặc tính là nó phá hủy, nó hỏng, nó làm đờ tử cung. Chính vì vậy những cái bệnh nhân mà bị nhau cài năng lượng thì chúng ta có cách nào để lấy hết nhau ra không? Thế nào các bạn? Chỉ có cắt tử cung thôi, có cắt hai đến ba phần thì các bạn sẽ thấy lông nhau thái thái nước và một phần lông nhau bình thường. Và cái loại mà tôi muốn nói tới đó là để nuôi embryo, thì các bạn sẽ thấy rằng là tử cung mà khi sẽ đâu các bạn thấy trong cho mắt mình hình ảnh đầu tiên là gì? Xuất huyết. Tổn thương này là nó ung thư những cái thành phần tế bào vui mà nguyên bào vui lúc nãy tôi nói với các bạn, nó có cái khả năng là phá hủy mạch máu rất là mạnh mẽ. Vì vậy ung thư nếu mà nói polio mà không có xuất huyết thì không phải polio. Các bạn sẽ thấy là trẻ đôi ra thì nó xuất huyết đầy ở trong lòng tử cung, và polio này nó có thể xảy ra sau hai người. Có nghĩa là người mẹ sắp con về rồi, một tháng sau vẫn rong kinh rong huyết và sẽ nhập viện trong tình trạng gì các bạn? Ho ra máu. Có nghĩa là gì? Chỉ trong vòng một tháng thôi là đã có thể di căn phổi rồi. À, có thể xảy ra ngay sau sinh thường các bạn. Và polio này là nó có liên quan đến thai kỳ, phải có sự thụ tinh. Nó sẽ phân biệt cái polio ở ờ, cái cơ trơn là nơi cái bao cái mắt của thân tử cung đó, thì thường là u lành nhưng nó vẫn có ác tính, vẫn có sạc hơn cơ trơn thân tử cung. Còn u lành các bạn sẽ thấy là u sơ tử cung đó nó có thể có nhiều vị trí khác nhau. Nếu như mà nó có út thì chúng ta sẽ dễ nhầm với ung thư của buồng trứng. Và nếu như mà nó ở trong lòng hoặc là nó ở dưới cái niêm mạc thì nó thường nó sẽ gây xuất huyết và rong kinh rong huyết. Còn những ở những vị trí khác thì chúng ta sẽ thấy bình thường. Bệnh tuyến trong cơ thì cái này nó là một cái bệnh lành tính thôi, nhưng mà nó rất là thường gặp. Thành ra tôi đưa lên đây cho các bạn nhớ rằng bệnh tuyến trong cơ có nghĩa là làm nội mạc tử cung và trong cơ là trong mô mềm. Nó có thể tuyến nội mạc của thân tử cung đó các bạn, nó rất là hay. Có nghĩa là hệ nó
chảy máu tới đâu mà nó gieo rắc tới đâu thì nó có thể mọc ở tới đó. Ngay cả những cái người phụ nữ mà sau khi mổ mắt con mà nếu chúng ta mà để không khéo đó thì nội mạc tử cung đó nó tràn vào trong ổ bụng, các bạn sẽ thấy có những bệnh nhân là làm nội mạc tử cung ở mắt cung đại tràng xuất huyết ha, và nó kéo dài hết để các bạn. Những người mà bị làm nội mạc tử cung ở vùng trước khi lớn hơn tử cung thì có kinh nghiệm thì sao sẽ rất là đau, bởi vì sao đâu có thoát ra ngoài được. Nó sản xuất trong buồng trứng và trong đại tràng vân vân, nó có thể có ở nơi ở đây mà ở tầng sinh mơ là thường nhất. Bởi vì sao các bạn, ta sanh người chúng ta hãy làm gì, thoát nhau ra chúng ta làm gì các bạn, cắt tầng sinh mơ đúng không? Có ai ở trong lớp này đã lẽ chưa? Các bạn u mầm bạc nó xuất phát từ cái vấn đề